Mấy năm nay, cam sành luôn có vị chua với nhà vườn miền Tây. Thời điểm này năm rồi, một tấn cam, bà con bán được 2 triệu đồng. Năm nay mỗi ký tăng đến 800 đồng, nhưng chẳng ai vui vì không đủ tiền phân thuốc. 20 tấn bây giờ thì nó có 4 mấy triệu à. Chỉ anh gãi lại là có 2 cửa phân là thì thấy nó muốn hết rồi. Đầu tư tới nữa là tính anh bỏ vô mà tới nó ra bông đàng hoàng, nó cũng nếu mà anh đi phân thuốc này kia nó cũng cả trăm nữa đó. Cầm chắc lỗ, nhưng ông Thanh vẫn phải tiếp tục đầu tư vì gần 2 hecta là đất thuê và cây chỉ mới bước sang năm thứ 2 cho trái. Chi phí đầu tư ban đầu để trồng 1 hecta cam sành khoảng 600 triệu đồng và những năm tiếp theo khoảng 300 triệu đồng mỗi năm. Đối với nhà vườn thuê đất, chi phí phát sinh thêm từ 75 đến 100 triệu đồng một hecta mỗi năm. Cái may của ông Thanh là có 5 hecta vườn nhà gánh lỗ. Mấy cái cây già nuôi lại mấy cái cây nhỏ. Còn những người á, những người mà người ta trồng mới ra, người ta trồng á, bắt đầu mà có trái năm đầu á, chúng ra cái dịp rẻ là 2-3 ngàn một ký là người ta có người bán đất luôn. Dễ trồng, năng suất cao nên diện tích cam sành ở đồng bằng sông Cửu Long không ngừng gia tăng. Chẳng hạn tại Vĩnh Long thì từ khoảng 8.000 hecta năm 2015, nay diện tích đã vượt ngưỡng 17.000 hecta. Hay như huyện Cầu Kè của tỉnh Trà Vinh, diện tích cũng đã chạm mốc 3.000 hecta. Năm 2021, năm 2022 đó, thì như chúng ta đã thấy đó, cái giá cam mà cái đỉnh điểm mà nó cao nhất đó là nó lên tới 17-20.000 đồng một ký. Thì chúng ta thử nghĩ coi là nó có thể là nó tăng cái lợi nhuận cũng như là mang lại cái hiệu quả cao hơn là nuôi cá hoặc là nuôi tôm. Cho nên bà con rất là ồ ạt chạy theo phong trào. Hiếm có cây ăn trái nào lại cho năng suất cao như cam sành, trung bình 70 đến 80 tấn một hecta, và nếu áp dụng kỹ thuật tốt có thể tăng gấp đôi. Đã có thời gian nhà vườn miền Tây làm giàu từ cam sành nhờ năng suất. Cũng vì vậy mà ở nhiều địa phương, dù trải bao thăng trầm về giá bán, cam sành vẫn tiếp tục lấn át cây lúa.